Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Nhiên Cầm nha. Hôm nay mình mời các bạn cùng mình xem một cái máy xịt sâu nha các bạn. Cái này là cạo lại cho nó dính nha nè. Cái đó để cạo lại nha mấy bạn. Cạo lại đây chịu bánh xe lại cho chạy đừng có nhúng nhích. Người ta kiền lại đằng đường cho nó giạt ra mấy bạn ạ. Đó, người ta đang phụ ga lên nha mấy bạn, khởi động máy chạy xuống như vậy. Còn cái này lên sẵn lên đây còn chạy chú cái số luôn nè. Con chạy xuống đó không? Đạp ra hả? Con đạp thắng này là nó ấy lại nè. Thì đây là thắng ha. À. Rồi. Rồi cái này nè. Chú ngồi đây, chú ngồi. Đây, đây con kéo cái này qua cho nó dễ làm. Sao mà cái thắng này nó không làm cái gì hai trận để nó chuột sao ta? Đó thì nó giải cái mình thiết kế thêm. Cái này. À. Là như là chú tầm vô nè, lắc qua lắc lại vậy là hết số rồi phải không? Nè, đưa qua hết đây đẩy tới nè. Đó, số 1 vậy là vô rồi đó. Đó. Chú vô số là chú đạp cái giò đó là nó chạy phun cái đây này. Cái này là chú số 2. Đó, hết bên đó kéo về sau số 2 là lên nè, lắc qua đây, kéo về sau. Lắc về. Bây giờ. Rồi đó. Tới rồi. Cái đó là số 1. Một. Mà mình tại vì đó cái hộp số này á, chú phải đẩy cái trường khác qua đây cái vừa sát vậy thôi ha. Chứ mà chú đẩy cái nữa chú lên vậy là cái này là chú qua. Chưa qua sát là nó chú qua. Nhưng mà cái đó khỏi cần kéo mạnh tay quá vì nó gì là vừa sát bển là số 1 cho số 1. Kéo ra sau là số 2. Mình chạy xạ chạy thịt á là chạy số 2 nè. Số 3. Số 3 là ngay chính giữa, để ngay giữa vậy nè, đẩy lên số 3. Qua đây số 1. Rồi. Yeah. Chú này mình đang là dè thằng. Dè lại là dè là ngay chỗ số 3 dè lại là dè là... yeah, không có, hết qua đây nè. Cái đó nãy là số 4 đó. Chú vô, chú để ngay gì là chú vô là số 4 đó.
chú phải đẩy qua hết này, giống bên kia vậy. Rồi. Là về. Rồi. Nha anh. Để đi, để em chỉ cho anh, cho chú chạy tới chạy luôn. Qua chỗ này nè. Bỏ chú hai á, con cũng nghe đây là gác đồ gì đó, rồi chú hai. Chú đạp mạnh lên đi, nó không có, chú đạp mạnh là nó chạy. Còn chú hai cậu này nè, cái này chẳng có mày nha, còn chú hai này bên đây cũng vậy. Hai cái kẹp đó nữa mình đóng vô đây, cái bắt đầu mình kẹp cái bình tới đây nè. Nó kẹp vô bình nha. Rồi đây đây sao ta? Thì bật cái con đắt này lên là đây nè. Nó dựng ra nè, nè đắt nè. Còn cái ổ khóa này nè, anh bật hết vào đây luôn là đây nè. Đây nào nó vừa cứng gì nè, nó bật ra tới đây như cái đề nè. Cho nó buông lại tay trợ, tay trả trợ lại nè. Nếu mình cắt thì cắt luôn. Tắt chân vào đây. Đi đằng chạy ra. Mét này hiểu gì anh? Chỉ xương cái đi chứ mò lâu lắm. Để tôi bắt cái chùm này vô cho ông vào cái nữa rồi chỉ xương. Nào cái gì nào giờ chú có thấy rồi 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 bởi vì con mới biết muốn bắt rồi cho chú vậy. Lúc này nói ngoài nói là ngoài đầu hết đưa cày đâu. Bẻ cái chân ra anh kìa. Dây đâu? Dây trồng phong phi. Đó. Ở trồng phong phi có hai cọng dây đó chú. Cái này, hai cọng à. Cái này nó làm nó cứng hơn xa, nó làm nó hai cọng. Chúng ta làm tại vì tầng tiền ta làm chắc khoảng 3 cọng. Cọng này cũng
ví dụ như nữa có sọt cây lộn thì nữa mình tháo cái đó ra mình sắp lại cho nó dễ ấy thôi, mình cầm lên thì gắn vậy đó. Dạ. Rồi hiểu, rồi vô đi. Rồi ăn này. Ăn đó thì ăn nó vậy. Nó đi chịu hết ta. Hàng này thấy trùng. Rồi cũng như là trở lại cho nó dương ha. Đó cái thời nữa chú thấy không? Đúng rồi. Chú bắt cái này lại lên nè, cái này lẩu nè. Khi mà cái ghế đó kìa ha. Tháo ghế này ra bỏ xuống. Ghế làm gì vậy? Cái ghế này chú để, ví dụ như nữa chú có xào ăn á. Chú để cái bình Hugo lên đây. Cái để lên đó cái chú ngồi chú bây giờ, chạy luôn. Bây giờ mình băng cái phi vào không nè. Cái gì đấy sao lại phi để sau này lên đây. Đó, khi nào mà chú băng chú để cái bình Hugo lên đây. Chú ngồi chú lái chú chạy. Còn mấy chú qua để nè, hai này là hai bát đó. Ví dụ như lỡ bên đây lỗ bên đây không vừa thì mình đưa qua bên kia lại. Rồi. Đó. Dạ. Đó, bắt này cũng về. Như cái cây này. Cái củ dê này không biết là phải chú để chết ở đây. Ví dụ như đó. Mà cái mình cảm thấy mình cái hai cái cây của mình cho nó ngang thôi. Là ví dụ củ dê nó ra tới cỡ này là mình giờ cái củ dê ra ngoài này mình chết cái đó không cần thiết ha. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đó, không bắt dây đó. Rồi, ok. Còn nữa là phen này nè. Chú cuộc dây dây lên treo. À, ống phen ngoài đó, dây treo luôn. Cũng dây treo luôn mà rồi. Cái phen ngoài đó là con chỉ cái nè. Cái phen ngoài đó là xỏ vô cái chỗ rẽ này. Cuộc ra phen ngoài đó đó. Rồi. Rồi, lòi vô chỗ rẽ này là chú cuộc vô cái yên. Rồi. Cuộc vô cái chỗ cái cây mình ngồi ngang cái cây ngang đó đó. À, cây ngang. Còn cái cổng trong thì chú cuộc chết ở trên này. Rồi. Tại vì để khi mình chạy ở đất của mình nó lúng không đều á. Ví dụ như bên đây cao, bên đây thấp, cái mình nắm cọng dây đó mình chặn cái đầu cành kia chạy ngóc lên nghe được tiếng nó vậy đó. Rồi. Rồi vậy là xong rồi đó anh hoàn rồi. Còn mấy cái dây mà bắt vô ấy này là chú chắc chú biết cái gì bơm bắt vô bơm đấy. Rồi rồi biết rồi hai cái giúp còn để chú giúp cái đó ở đây phàn để phàn cái đó để quá xịt thì mình sẽ đi cho mấy bạn xem ha. Ủa hộp số ghê chưa, đây là giờ ra bắt để chạy qua đi coi coi nha mấy bạn. Đây là đi xịt lần nha mấy bạn.
nói về tới nhà an toàn mấy bạn. Tôi tới đây cũng nhận xin tạm dừng, nhớ like và đăng ký kênh mình nha các bạn. Hôm nào đi xịt thì mình sẽ review tiếp nha. Hẹn các bạn lại trong video sau nha, để mình sẽ cho các bạn thấy được khi nó xịt lúa nha các bạn, xịt sâu nha. Thank you và cảm ơn các bạn rất nhiều.